Hủ tiếu mực là món ăn ngon, hấp dẫn và rất thịnh hành tại Sài Gòn hơn 10 năm qua và được lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hủ tiếu mực có nguồn gốc từ món hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng của người Hoa tại Sài Gòn, cho nên cách chế biến tương tự như món ăn này. Món hủ tiếu mực là món ăn ngon, hấp dẫn và thu hút nhiều khách hàng yêu thích, tạo cơ hội kinh doanh tốt cho nhiều người. Tuy nhiên, để chế biến món hủ tiếu mực ngon với chất lượng đồng đều thì đòi hỏi người chủ phải có bí quyết riêng. Thầy Y, người được mệnh danh là phù thủy chế biến các món nước, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món ăn này. Vợ chồng chị Trà hiện đang sống tại Hạ Long. Anh chị đang có kế hoạch kinh doanh mô hình hủ tiếu mực tại quê nhà và đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết nấu và kinh doanh món ăn này. Xin chào mọi người, mình tên là Trà, mình đến từ Hạ Long. Hôm nay mình đến đây gặp thầy Y để học món hủ tiếu mực. Thầy rất nhiệt tình. Sau khi học xong thì mình cũng làm được một tô hủ tiếu thành phẩm mà hương vị cũng rất là ngon. Hy vọng sẽ sớm muốn ra mắt để phục vụ mọi người món này. Cuối tháng 8 2024 thì chị Trà và chồng chị Trà từ Hạ Long tìm đến thầy để học nghề cái bí quyết sản xuất và kinh doanh món hủ tiếu mực. Hủ tiếu mực phải nói là nó rất là nổi tiếng từ cái món hủ tiếu Nam Vang mà nó lan tỏa ra từ thành phố Hồ Chí Minh mà lan tỏa ra rất nhiều tỉnh. Và hiện nay là lan tỏa ra các tỉnh miền Bắc, thì đặc biệt là Hạ Long. Thầy Y đã hướng dẫn anh chị cách chọn các loại nguyên liệu tươi, cách sơ chế và bảo quản nguyên liệu để sử dụng cho nhiều ngày, cách hầm xương kết hợp với đầu tôm và mực khô, cách nêm nếm gia vị, ướp hương để tạo nên nồi nước lèo thơm ngon đã được thầy Y truyền dạy. Đó, thì thầy hướng dẫn về những cái chọn cái nguyên liệu từ những cái mực tươi rồi tôm tươi, rồi cách sơ chế, cách đóng gói cũng như là cách hầm nước dùng để dùng cho cái hủ tiếu mực, cách chọn xương, cách hầm, cách ướp hương, nêm gia vị để đạt được cái nồi nước lèo rất là thơm và trong đó, đẳng cấp đó. Thì là hướng dẫn theo hướng công nghiệp, thành ra có thể là bảo quản ha, là dùng cho nhiều ngày. Thường thì ngày xưa hay nấu ăn ở nhà, trước khi đến đây cứ nghĩ là nấu nồi nước lèo nó cũng rất là kỳ công. Vì mình hay nấu gia đình, mới nấu theo kiểu mình tự mày mò, tự học là chính. Nhưng bây giờ gặp thầy giáo xong, gặp sư phụ xong, thấy làm một nước lèo thấy rất là tự tin rồi. Các loại nhân của hủ tiếu bao gồm mực, tôm, thịt viên, trứng cút được kết hợp với dầu tỏi, tỏi phi làm cho món hủ tiếu mực vô cùng hấp dẫn. Cách sơ chế và bảo quản mực, trứng cút, cách phi dầu tỏi, cách xay, luộc thịt viên đạt được độ giòn, dai là những kỹ thuật khó đã được thầy Y chỉ dẫn. Với thầy Y, món hủ tiếu mực được chế biến rất khoa học, giúp cho món ăn được nấu nhanh với hương vị thơm ngon. Sau khi học xong thì mình thấy phương pháp dạy của thầy có rất nhiều ưu điểm cho những người mở quán. Mở quán nha, mình nói mở quán là khỏi gia đình đâu nhá. Như là tiết kiệm chi phí này, nhân công này, rồi thời gian nữa. Thế mở nhà hàng, sau khi gặp thầy Y mở nhà hàng thấy đơn giản hơn, không thấy phức tạp như ngày xưa nữa. Cách làm sốt chấm, muối ớt xanh đã được thầy Y chỉ dẫn giúp tăng hương vị cho món hủ tiếu mực. Sốt dùng trong hủ tiếu khô và cách chế biến món hủ tiếu khô cũng đã được thầy Y chỉ dạy rất kỹ lưỡng. Cách bố trí bếp bán hàng, cách trụng hủ tiếu, cách nấu nước lèo cùng với mực tươi, xương heo, trứng cút, cách bày trí ra tô để tạo ra những tô hủ tiếu thơm ngon hấp dẫn được thực hiện với quy trình nhanh và sử dụng ít nhân công. Thì ngoài ra thì còn hướng dẫn về cái cách bố trí quầy bán hàng, cách thao tác và cách bảo quản, cách múc, làm sao cái tốc độ bán hàng nhanh để đưa ra những cái tô hủ tiếu phải thật nóng, thì
là thầy hướng dẫn cả cái hủ tiếu khô và hủ tiếu ứa nước. Thì ra là hủ tiếu khô thì hướng dẫn thêm về cái sốt khô, sốt hủ tiếu khô, cách thao tác, cách làm ra hủ tiếu khô. Đó là toàn bộ cái quy trình và cái bí quyết mà thầy chuyển giao khi các bạn học cái nghề này. Và ngoài ra thì thầy hướng dẫn tư vấn để cho các bạn có thể là sắp xếp cái quầy bán hàng, cái bếp thế nào, rồi cũng như là các nhà cung cấp để có thể trang mua những trang thiết bị dụng cụ để có thể là triển khai cái hệ thống quán nó rất là nhanh chóng. Cách nấu công nghiệp của thầy Y sẽ giúp cho việc nấu và bán hủ tiếu được thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm nhiều nhân công, nguyên liệu và tạo đẳng cấp cho món ăn. Xin gửi lời cảm ơn đến thầy Y và hy vọng một ngày gần đây sẽ được gặp lại thầy ở một món mới. Ngoài bí quyết chế biến món ăn, thầy Y còn tư vấn cho học viên về các nhà cung cấp dụng cụ, thiết bị, lò nướng và nguyên liệu dùng trong hủ tiếu mực, cách sắp xếp bếp, quầy bán hàng. Giờ đây, vợ chồng chị Trà đã nắm bắt toàn bộ những quy trình, bí quyết chế biến và kinh doanh món hủ tiếu mực và có thể tự tin phát triển kinh doanh món ăn này tại thành phố Hạ Long.